Chào các em, hôm nay tôi sẽ trình bày với các em bài học lập kế hoạch cho bản thân trong môn kỹ năng học tập Và đây là một nội dung rất là quan trọng của khóa học này Và chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay nhé Đây là Tổng thống thứ ba của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson Sau khi trở thành Tổng thống Mỹ thì ông đã chia sẻ một câu chuyện lúc ông còn là một cậu bé Bố của ông rất là yêu chiều con trai một ngày đẹp trời, ông đưa cậu con trai yêu quý của mình đi mua một đôi giày mới khi hai cha con ra phố đến một hiệu giày nổi tiếng thì bác thợ giày vui vẻ bảo rằng Này cậu bé, hiện nay đang có hai loại mốt mới đó là giày mũi tròn và mũi vuông. Cháu muốn chọn loại nào? Cậu bé trần trừ và trả lời Cháu, cháu cũng không biết đâu ạ. Hay bác cứ chọn cho cháu một đôi này đi cũng được ạ. Một tuần sau khi đến lấy giày thì thật bất ngờ bác thợ giày đưa ra một đôi giày kỳ quặc, một mũi tròn và một mũi vuông. Cậu bé thét lên. Đôi giày này làm sao mà đi được ạ? À? Cháu không thích nó. Bác tự giày cười và bảo. Khi cháu có quyền lựa chọn thì cháu hãy chọn những gì cháu muốn. Đừng để người khác quyết định hộ cuộc đời của mình. Vì sự lựa chọn của người khác không bao giờ phù hợp với mong muốn của mình được. Và bài học này đã đi theo cuộc đời vị Tổng thống này các em ạ. Quả thật, không có ai có thể quyết định hộ cuộc sống của chúng ta. Chính chúng ta mới là người viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Và hôm nay, cô trò chúng ta sẽ sang bài học của chúng ta đó là lập kế hoạch cá nhân. Nội dung của chúng ta sẽ tìm hiểu gồm có thứ nhất là nhận ra vai trò của việc lập kế hoạch cá nhân, thứ hai là biết cách lập kế hoạch cho bản thân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân biệt hai cái khái niệm mục đích và mục tiêu. Tôi có một đoàn tàu, đúng không ạ? Và tôi muốn đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì tôi phải vượt qua rất là nhiều các cái ga nhỏ. Ví dụ như là tôi phải đến từ Hà Nội vào Vinh, rồi Vinh vào Huế, và Huế vào Đà Nẵng. Thì sau đấy tôi mới vào được thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và như vậy thì cái mục đích của tôi đó chính là Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Còn để đạt được mục đích đấy thì tôi phải có những mục tiêu nhỏ, phải có những chặng đường nhỏ và từ Hà Nội vào Vinh, đó chính là mục tiêu của tôi, mục tiêu thứ nhất. Từ Vinh vào Huế đó chính là mục tiêu thứ hai và từ Huế vào Đà Nẵng đó là mục tiêu thứ ba, chẳng hạn như vậy. Vậy thì mục tiêu là gì, mục đích là gì? Mục tiêu là những chặng nhỏ trên con đường đạt đến mục đích đúng không ạ? Và mục đích là cái cuối cùng mà chúng ta đạt được. Vậy thì chúng ta có khái niệm mục tiêu là trạng thái là cột mốc mà một cá nhân muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.